Xin chào các bạn, hôm nay công ty Minh Thanh xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn sử dụng chức năng của đàn LK247. Đầu tiên, nút Power là nút tắt mở đàn. Trước khi sử dụng, bạn nên cắm điện và bật nút Power. Nút Volume điều chỉnh chế độ to nhỏ của đàn. Khi sử dụng thì đầu tiên các bạn nhấn vào nút tone là điều chỉnh nhạc cụ. Ở đây có 400 nhạc cụ theo menu của đàn, từ 01 cho đến 014 là piano, từ 015 đến 028 là piano điện. Bạn có thể điều chỉnh những nhạc cụ trên nút tone này. Nhấn nút tone, nhấn số nhạc cụ. Bạn có thể đổi tiếng khác. Theo ý mình. Phần thứ hai là phần rip, là điều chỉnh điệu nhạc của cây đàn. Đàn này có 150 điệu chia theo bộ 8 bit, ballad, đen, bốp. Thì bạn có thể chọn điệu trên menu của nó. Bạn nhấn rip, sau đó chọn điệu. Nút này là nút tắt mở điệu. Bạn có thể chọn điệu khác bằng cách nhấn vô rip và chọn điệu khác. Ngoài ra, khi chọn điệu xong, nút tempo để điều chỉnh tốc độ của nhịp nhanh hoặc chậm. Nhanh là mũi tên lên, chậm là mũi tên xuống. Bạn có thể dòm trên màn hình có hiển thị tốc độ nhanh hay chậm theo ý mình, điều chỉnh theo ý mình. Ngoài ra, trước khi mà đánh organ thì nhấn nút Accom để bấm hợp âm tự động. Khi nhấn nút Accom, màn hình sẽ hiện lên nút ACC. Ngoài ra, trên phần điệu này có nhiều chức năng. Thứ nhất, chức năng Play Top là mở điệu, tắt điệu. Chức năng Synchro là chờ để bấm hợp âm xuống thì mới có điệu. Khi mà bấm, nút Synchro sẽ chớp. Và khi bấm hợp âm xuống mới có điệu. Nút Normal Fill và Vacuum Fill là để lấp đầy những cái khoảng trống từ đoạn 1 tới đoạn 2 nếu bạn muốn lấp đầy bằng cách fill. Hoặc là bạn có thể chuyển qua cái kiểu đệm thứ hai bằng nút này. Nút intro là để dạo đầu một đoạn nhạc trước khi đánh vào bài. Phần này sẽ dạo đầu một cách tự động. Đầu tiên bạn nhấn nút Synchro chờ, sau đó nhấn nút Intro và bấm hợp âm xuống. Đàn sẽ dạo một đoạn trước khi đánh. Và trong lúc điệu đang hoạt động thì nút Synchro này sẽ trở thành nút Ending. Nếu bạn nhấn vào nút Ending này, nó sẽ tự động kết bài. Đó là chức năng, những chức năng chính của điệu. Mình xin nhắc lại, tone để chọn tiếng nhạc cụ của cây đàn, menu rip
để chọn điệu của cây đàn, và tempo để điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, cũng như những chức năng chờ điệu, feeling hoặc là intro hoặc là kết bài của một cái điệu đó. Bây giờ tôi sẽ làm demo cho các bạn xem từ đầu đến cuối những cái phần hồi nãy tôi chọn.